Hôm nay Chúa nói những gì các con làm cho một trong những người bé mọn nhất là các con làm cho chính Chúa. Đây là hai bé mà có ba heo. Rồi con tên gì? Con tên là Trương Đình Huy. Mấy tuổi? Con 8 tuổi. Con mấy? Con 8 tuổi. 8 tuổi. Còn con tên là gì? Con tên là Trương Đình Huy. Con tên gì? Con tên là Trương Đình Phương. Phương mấy tuổi? Con 6 tuổi. Vâng, một đứa 6, một đứa 8, đứa nào là chị? Hai đứa là hai chị em ruột hả? À. Hai chị em ruột, con có cái gì đây? Hai con heo. Ba con heo để làm gì? Để cho người nghèo. Hallelujah. Rồi, để chúng con đem heo đập lại chỗ dưới chân đánh thấy chữ đạo đi. Rồi, đưa ba con heo vào đó, đập vào đó. Để chúng ta, để đấy, đó, đã nói dưới chân chữ đạo. Rồi, thưa anh chị em, chú nói bất cứ điều gì các con làm cho một trong những người bé mọn nhất của ta đây là các con làm cho chính ta. Và đoạn kết của bài tin mừng với cái kết rất đẹp, đó là Chúa gửi hai em bé đến thực hiện mệnh lệnh của Chúa là để dành tiền làm việc bác ái cho bà con heo, đem đến cho các bạn nghèo, cho tặng cho con cái máy 365 bài giảng. Đây là cây quạt kéo điểm tin mừng, đây là trần chuỗi lòng thương xót, còn đây là hết rồi, đời trần chuỗi nữa cho con. Đây hai đứa. Rồi con có đi tu không? Con không. Con có đi tu không? Không biết. Không biết. Hallelujah. Rồi, cảm ơn chúng con về chỗ. Thưa chị em, tất cả